thấy là cước nó cao hoặc cái họ thấy thua cho người mua ấy, ngày trước không thế. Con này cực kỳ đẹp này các bác này. Con này cực kỳ đẹp nhá, dáng nhìn con voi. Con này cực kỳ đẹp luôn. Con này là em vẫn định hướng các bác là lấy con này đi. Khế ngọt bonsai nhá các bác nhá. Hôm qua anh khách của em bảo chứ ủa ơi Thủy ơi, anh cảm ơn em chọn cho anh cây khế đẹp quá. Khách không về chọn mà em chọn, em tự chọn thôi. Anh bảo anh nhìn qua video là anh chẳng biết cái nào đẹp cái nào xấu thì em chọn cho anh một cây. Anh khách ở Hạ Long. Em chọn hộ anh một cây đi anh tin tưởng em chọn cho anh một cây. Thế xong mình chọn cho anh một cây, em bảo mình bảo cây này em thấy ưng mắt nhất, đấy là cây em chọn theo sở thích của em đấy. Thì cây nào thì nó cũng đẹp như nhau rồi, nhưng mà cây em chọn cây em thích thì là anh mà ừ ok thế anh em ship cho anh. Xong anh ấy cũng kiểu hơi lo lắng bởi vì giao dịch lần đầu ấy, giao dịch lần đầu nó cũng sợ bị lừa. Thế là mình hẹn anh ấy chủ nhật giao hàng mà anh ấy gọi, sáng gọi, chưa gọi, chiều gọi, dù hỏi giao hàng chưa. Cứ sợ là không giao hàng. Cứ sợ kiểu cọc rồi là bị mất tiền cọc ấy. Đấy hẹn ngày giao hàng anh gọi sáng gọi chưa gọi tối gọi luôn. Thế cuối cùng mà khi anh nhận cây, cây đẹp quá, anh mà Thủy ơi anh nhận cây rồi. Cảm ơn em chọn cho anh cây đẹp quá luôn. Đây con này con đẹp này, con này con em thích này. Nhìn nó như là một cái con bạch tuộc ấy các bác ạ. Con này cũng là con em thích này. Cực kỳ đẹp luôn. Này. Được chưa? Đẹp chưa? Con này em bán giá là 2.5 triệu nhá. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày, quê hương là đường đi học. Đấy. Mẹ về. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Đây. Có mấy bác mà đặt khế, có mấy bác hôm qua bảo em chụp lại cây khế cho nhưng mà làm gì có thời gian, làm gì có, xong là bây giờ trôi mất tin nhắn này. Em quên mất là mấy hôm qua có mấy bác bảo chụp cho cây khế mà đến lúc bây giờ lại trôi mất tin nhắn, chẳng biết bác nào nhắn là chụp cho cây khế luôn. Hà Văn người đẹp em chào anh Hà Văn. Anh Hà Văn ơi mua cho em một cây khế đi. Cây khế này rất là hay nhá. Cây khế này là không, em không cần quảng cáo nhiều rồi, nó là cây truyền thống, cây cổ xưa của các cụ mình rồi. Các cụ mình trồng từ ngày xưa rồi. Chứ nó không phải là cây mới mẻ hay cây hot, cây độc, cây lạ gì. Nhưng mà ngày xưa thì các cụ mình thường trồng theo kiểu dạng cây công trình, cây bóng mát. Bây giờ thì cái quỹ đất của mình nó thu hẹp lại, thì bây giờ đa số là các bạn trồng ở nhà cao tầng, những khu nhà nhỏ nhỏ thôi. Thì mình không thể trồng được những cây bóng mát ấy, thì nông dân lại sáng tạo lên những sản phẩm là bonsai. Thì các bạn có thể trồng được cả biệt thự là sân vườn này, hoặc các bác có thể trồng ban công, chung cư, các bác ở nhà chung cư, nhà phố, các thứ là các bác đều trồng được hết. Đấy, thì các bác có thể lựa chọn sang cây này. Và giá cả của nó cực kỳ là bình dân nhá. Giá cả của nó cực kỳ là bình dân. Đấy. Giá cả là bình dân luôn này. Đấy, các bạn nhìn này. Hoa khế này. Sai từ gốc cho ngọn, từ ngọn cho gốc, quả sai lúc liễu luôn. Cây này đến hôm Tết nó mà quả nó sai nhìn nó nhìn cây nó phê luôn đấy. Các bạn nhìn thế này, nó sai quả như này không? Cái quả nó to đẹp lắm. Cây khế bao tiền em bán có 2.5 triệu thôi anh Đức Toàn ơi. Cây này cực kỳ đẹp luôn. Cây những cái cây nào mà lên đầu video ấy, đầu like là thường em chọn cái đẹp để em like đầu đấy. Này là những cây đẹp. Cái đầu like thường là những cây đẹp nha các bác nhá. Em bán đồng giá là 2.5 triệu cây khế đấy. Vừa là cây ăn quả và cây công trình này. Nó sai từ gốc, từ ngọn cho gốc luôn, chứ không phải là chỉ gốc nó mới có quả, cho nên là ngọn này em quay ngọn nó này. Sai từ gốc đến ngọn luôn mà. Con này đẹp cả hai bên nhá. Bác nào ưng cây này này. Bác nào ưng cây này thì chốt đơn chuẩn màn hình gửi Zalo số điện thoại em là 0911 451 210 cho em. Xong cái này nhá. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Một em bàn chân khủng long tiếp này. Một em bàn chân khủng long này. Đây. Bàn chân khủng long đây ạ. Em bàn chân khủng long này các bác nào thích không? Đây. Thêm một em bàn chân khủng long rồi nhá, nó xoáy cực kỳ đẹp luôn. Dáng kìa, mặt trên của nó thì giống con cá ngựa này. Phần trên này giống con cá ngựa, phần dưới này cái chân của nó, chân khủng long này, chân của nó bệ chân cực kỳ đẹp luôn và xoáy này, xoáy đẹp luôn này. Bác nào ưng cái này thì chốt đơn chuyển màn hình gửi Zalo số điện thoại em là 0911 451 210 thôi em. Cái này em thì bán cực kỳ rẻ luôn.
qua Zalo số điện thoại em là 091 chưa rồi, con bàn chân khủng long này bán rồi các bác ơi. Con bàn chân khủng long này bán rồi. Nó phải chuyển từ vị trí nọ sang vị trí kia, em quên mất. Cây này hai tầng tán này. Cây cây gì nhở? Cây mẫu tử này. Cây này là cây mẫu tử nhá. Cây hai tầng tán này là dáng nó dáng mẫu tử nhá, dáng mẹ bồng con. Hai tầng tán này. Đây ạ. Nó có một tầng tán từ cái phía này. Đây là cái đầu vòi này từ phía này này. Đây là dáng mẹ bồng con nhá. Cây này cây dáng của nó dáng mẫu tử nhá. Bác làm một tín ngưỡng tâm linh một tí thì cây này đặt ở phòng thờ cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Cây này đẹp này các bác nhìn này. Đây nhá, đây là dáng của nó là dáng mẹ bồng con nhá. Đây là phần củ của nó này. Phần củ của nó nhá. Nó lên như kiểu dáng, cái dáng của nó như kiểu dáng của người mẹ đang đang cõng trên lưng một đứa con ấy. Cái dáng của nó giống dáng người mẹ cõng trên lưng đứa con ạ. Đây ạ. Hai tầng tán. Dáng này dáng mẫu tử. Này đây. Đây là cái chỗ này là lưng người mẹ này. Đây là đứa con này. Nó cõng thêm một cái hình phản phán bên trên nữa này. Đây là cực kỳ đẹp luôn. Bác là ưng cái này này, bác là ưng cái này thì chốt đơn chuyển màn hình gửi Zalo số điện thoại em là 0911451210. Cây này cây mẫu tử nhá. Đấy. Em bán đồng giá là 2.5 triệu thôi. Cây khế là cực kỳ dễ trồng, dễ chơi. Bác nào trồng ở đâu cũng được. Trồng biệt thự, sân vườn cũng được. Các bác trồng ban công, chung cư, ban công, phòng khách, phòng thờ đều được nhá. Cây là đặt phòng thờ cực kỳ đẹp luôn. Bác nào chuẩn bị về nhà mới mà mình đang cần một cái cây gọi là lấy may mắn để cho nhà mình về nhà mới được may mắn ấy, thì các bác trồng một cây khế này cho em là đẹp nhất luôn. Có thể trồng khế, trồng sung. Trồng khế, trồng sung, trồng mộc. Nhưng mà sung thì đến mùa Tết ấy, thì nó lại không ra được quả mấy đâu. Sung Tết thì nó lại rất là khó ra quả. Vì tại sao? Bởi vì mùa đến mùa đông ấy, đợt cuối năm ấy thì là cây gió bấc, nó hay gió bấc mà. Gió bấc thì là lấy một cái trồng sung ấy thì là cây nó bị gió bấc quả, nó hay bị thui quả, chột quả. Cây khế này thì nó là ok nhất luôn. Cây khế là cây ok nhất trong tất cả mấy loại cây luôn. Con này dáng có kỳ đẹp chưa? Con này dáng đẹp này. Con này dáng đẹp này. Bắt đầu ưng cái này ạ. Bắt đầu ưng cái này thì chốt đơn chuyển màn hình cho em nhá. Ưng cái này thì chốt đơn chuyển màn hình gửi Zalo số điện thoại em là 0911451210. 0911451210 các em. 0911451210. Dáng con này giống dáng con vịt. Giống dáng con vịt ạ. Con vịt đang nằm ở bơi ở nước. Con này gọi giống dáng con thiên nga đi cho nó hay. Con này giống dáng con thiên nga không? Giống dáng con thiên nga đang phải cánh không? Bác là ưng thì chốt đơn cái này cho ảnh màn hình gửi Zalo số điện thoại em là 0911451210 cho em nhá. Sao em dán con voi đi. Cái này là dán con voi nhá. Chú voi con ở bàn đôn, chưa có ngà lên con trẻ con. Từ rừng già chú đến với người, rất ham ăn với lại ham chơi. Đây. Cái này là nó giống, nó nhìn nó giống con voi. Nhìn cái dáng của nó nhìn nó hơi giống con voi. Em nhìn em cảm giác thì thế. Đây. Tán tầng tán của nó rất là ok. Cái này sai từ hoa của nó ra hoa sai từ gốc cho đến ngọn nhá. Bây giờ mới là hoa bói nên là mọi người nhìn nó chưa đã mắt. Khi nào cây mà nó chi chít quả, mọi người nhìn thấy nó đã mắt luôn. Cường Green Tree giá bao tiền một cây vậy? Giá là 2.5 triệu một cây nhanh Cường Green Tree nhá. Cây đẹp luôn đấy ạ. Cây sai từ gốc trên ngọn, từ ngọn trên gốc ạ. Đây ạ. Trên ngọn cây nhá, trên ngọn cây là nó cũng đang hoa này. Trên ngọn cây là nó cũng đang hoa luôn chứ không phải là nó chỉ hoa ở phần gốc đâu. Nó hoa hoa chi chít luôn. Cây này vừa cây cảnh nhá, vừa cây phong thủy nhá. Các bác mà bác nào mà cũng đang làm nhà vườn ấy, các bác cũng đang làm nhà vườn mà chuyên nằm ở bên thiết kế thi công nhà cho khách ấy. Mà khách nhờ tìm cây mà cần tư vấn cây thì mình trồng cái này cho khách ở ban công phòng thờ nhá. Cây này nó tượng trưng cho sự may mắn đủ đầy, sung túc đủ đầy may mắn đấy.
tượng trưng cho đầm tình cảm gia đình, đầm ấm yêu thương. Mình trồng một cây này ở ở nhà, khi mình về nhà mới trồng một cây này lấy may này. Nó giá thành nó rất rẻ thôi, nó tín ngưỡng một tí, giá thành nó rất là rẻ, rất là bình dân. Khế nhá, cây khế là không cần quảng cáo rồi. Cây khế là cây cổ truyền các cụ mình ấy, em chắc nghĩ em chẳng cần quảng cáo nhiều, dễ dễ trồng, dễ chăm sóc. Giá là 2.5 triệu nha anh Hùng Quốc nhá. Có 2.5 triệu một cây thôi. Nhiều bạn này sẽ thắc mắc là tại sao mua cái cây công trình to tướng có 2.5 với 3 triệu một cây, mà mua cây này thì nó cũng là 2.5 với 3 triệu một cây. Thì giải thích mọi người, cái chậu này của em cũng tầm 200 rồi. Mà cái phôi này để làm thành một cây bonsai này, uốn từ bé rất là cầu kỳ. Uốn rất là cầu kỳ, uốn tay cành từ nhỏ tỉ mỉ, nên cái hàng này nó làm nó mất nhiều thời gian và tốn nhiều công hơn. Uốn tay cành xong lại còn phải nuôi bóng nuôi tán nữa. Em bán giá 2.5 triệu cực kỳ hợp lý. Mà đấy, giá 2.5 triệu là giá đến tay người tiêu dùng đấy ạ. Là rất là hợp lý rồi. Bắt đầu ưng cái này nhá. Ưng cái này thì chốt đơn chuyển màn hình, gửi Zalo số điện thoại em là 0911 451210 thôi em. Đồng giá là 2.5 triệu. Thêm một cây này nữa này. Ui dồi ôi, con này đẹp này. Con này xoáy, xoáy đẹp luôn. Nói chung là những cái cây này em lên chậu cái này này, là bọn em đã chọn lựa hết rồi. Những cây, những cây mà cho lên chậu như này để làm mà phát bán cho mọi người này là cây đã chọn lọc, cây đẹp hết rồi. Bây giờ dáng dấp như nào là tùy, tùy mắt của khách thôi. Mình thích cây nào thì mình chốt đơn cây đấy. Cao tầm 1,5 m đến 1,6 m cả tán. Cao từ mặt đất, cao từ mặt đất cho đến mặt tán ấy, cho cao từ mặt đất cho đến tán là cao từ 1,4 m đến 1,6 m. Tùy cây. Mỗi cây nó một dáng. Nói chung là cây nó cũng cao, cao gần bằng em, mà em cao 1,6 m rồi, cao gần bằng em, có cây cao bằng em luôn. 1,4 m đến 1,6 m. Con này dáng xoáy đẹp này. Con này dáng xoáy, dáng xoáy con ốc này. Xoáy xoáy nghiêng này. Con này bệ cực kỳ đẹp luôn, mà cây này xay xay hoa, xay quả. Mọi người nhìn quả nhỏ này nhá, nó sai như này thì đến khi quả nó to á, đến khi quả nó to là nó sai lắm. Nó bé mà quả sai này, đến khi quả nó to là sai lắm luôn. Bác là ưng cái này thì chốt đơn chuyển màn hình cho em này. Chốt đơn chuyển màn hình, gửi Zalo số điện thoại em là 0911 451210 cho em. 0911 451210. Cây phê chữ E cọc dài. Có khế tàu không em? Em không có khế tàu. Em có cây khế tàu. Khế chỉ có khế ta thôi. Mộc chỉ có mộc hương, nó có mộc ta, mộc tàu. Còn cây khế là cây gọi là không có sự tranh cãi rồi. Bây giờ nhiều các bác bán mộc ấy, các bác cứ tranh cãi nguồn gốc của cây mộc xuất phát từ đâu. Nhiều bác thì cứ cho rằng cây mộc hương của Việt Nam mình là cũng là giống mang từ Trung Quốc sang, vì lịch sử cây cảnh người Trung Quốc là có hàng nghìn năm rồi. Người Trung Quốc là chơi cây cảnh trước mình lâu rồi, mình bắt đầu mình mới chơi ấy. Người ta nghĩ là ngày xưa từ thời Trung Quốc là đô hộ mình là nó mang sang. Nhưng mà cây khế này chắc chẳng ai nhằm tranh cãi làm gì đâu. Cây khế này cây là cây mà không thể gây sự tranh cãi rồi. Nó là hiển nhiên là cây của các cụ mình ngày từ ngày xưa rồi. Nông thôn Việt Nam mình, ảnh nông thôn Việt Nam mình là gắn liền với cây khế luôn. Đi vào thơ ca, đi vào sử sách luôn đấy. Con này cũng đẹp này. Giá em bán cây này là 2.5 triệu nhá các bác nhá. Bác nào quan tâm thì qua Zalo số điện thoại em là 0911 451210. Chỉ có 2,5 triệu thôi. Con này tay tán rất là bay đẹp. Thì có điều là phải chọn cái góc ngồi nó phải đúng đấy. Anh ưng cái này thì chốt đơn chuyển màn hình, gửi Zalo số điện thoại em nhá. 0911 451210. Rồi. Con này bay rất là đẹp luôn nhá. Giật mình. Khăn nước thế nhở. Con này cũng đẹp này. Quay từng cây một cho các bác phục vụ mọi người chi tiết này luôn. Các bác còn rất là sướng nhá. Ship về Hải Dương 200k ra tận nhà luôn ạ. Em tra vào khế tàu biết ngay, rất đẹp. Tổng cả ship về Hải Dương là 2.700.000 nhá mọi người nhá. Ship về Hải Dương là 200k là em giao tận nhà, bốc tận vườn, là lái xe vào vườn bốc xong là người ta giao tận nhà luôn cho mọi người đấy ạ. Thì giá thực sự là rất là rẻ. Mấy em ship bằng xe tải mà. Con này bệ rất là đẹp này. Con này bệ xoáy đấy, xoáy đẹp này. Bắt đầu ưng cái này nhá, ưng cái này thì chốt đơn chuyển màn hình cho anh em nhá.
gửi Zalo số điện thoại em là 0911451210. Đấy, con này rất là đẹp. Em quay một lượt xong, em quay là mọi người xem video like này là cực kỳ chi tiết luôn, bởi vì mỗi một cây này em like, em sẽ like rất là chi tiết. Mọi người nhìn sẽ rõ hơn là xem ảnh. Nhiều khi xem ảnh nó còn lù xù bóng tán. Con này là con cây đẹp này. Nó lù xù bóng tán là mình sẽ khó nhận ra và khó phân biệt được xem cây nào là cây đẹp, cây nào là cây xấu. Con này cây đẹp nhá. Đây gốc của nó đây. Nhiều khách chính ra cái khách nào dễ dễ mà không mua cứ bảo em là em Thủy ơi em chọn cho anh một cây, em chọn cho cây chuẩn nét luôn. Nhiều bác hôm vừa rồi có một bác nhá. Đi vào vườn em chọn xong lại cứ đi ra đi vào cuối cùng lại quay ra bảo em ơi anh nhìn anh hoa hết cả mắt rồi. Thôi em giúp anh chọn một cây đấy, thằng mình mà đấy, anh cứ đòi đi. Đâu mất công đi. Cuối cùng vẫn lại nhờ em chọn cho. Vì vào vườn ấy nó hoa mắt, cây nó nhiều quá hoa mắt. Nhìn cây nào cũng thấy sai quả, cây nào cũng thấy đẹp. Đây con này đẹp này. Cây này cực kỳ đẹp nha các bác nhá. Cây này bệ nó cuốn xoáy này. Đấy. Mình thích cái nào thì mình lấy cái đấy thôi. Em bán đồng giá là 2,5 triệu ạ. Anh ưng thì chốt đơn cho ảnh màn hình gửi Zalo số điện thoại em là 0911451210. Người hãy yêu em đi và đừng suy nghĩ nữa. Con chân đà điểu đi. Chân này giống chân con đà điểu không các bác? Quả khế tàu giống như quả dưa chuột. Đây con này giống chân con đà điểu không các bác? Con này là bàn chân đà điểu đây này. Con này là vòi rồng à, không phải đà điểu à? Chết rồi, mình lại bảo giống đà điểu. Anh ông ấy bảo là cây này là vòi rồng của anh làm thành vòi rồng mà mình lại bảo là đà điểu. Đây. Rồi, chân này chân vòi rồng nhá, chân rồng nhá. Con này là bàn chân của rồng. Chân rồng đấy ạ. Cái người thợ người ta uốn ra cái cây này thì anh ấy bảo là anh ấy uốn cái cây này là chân này chân rồng. Chân này chân con rồng. Vừa nãy em lại bảo chân con đà điểu khổ chết, xin lỗi bạn rồng nhá. Này. Cây rất là đẹp. Bắt đầu ưng cái này này, ưng cái này thì chốt đơn cho ảnh màn hình gửi Zalo số điện thoại em là 0. Đấy, cây rất là đẹp luôn. Hàng này hàng bonsai là phải chi tiết và tỉ mỉ. Củ bẹ con này đẹp luôn đấy ạ. Bác là ưng chốt con này đi, con này củ bẹ cực kỳ đẹp đấy ạ. Giá con này là 2.5 triệu nhá mọi người nhá, 2.5 triệu ạ. Con nào nó chả đẹp. Con này quay chưa không biết. Quay rồi sao ấy. Con này quay rồi quay lại lần nữa. Con này em quay rồi quay lại lần nữa nhá. Em xin phép tân like nhá.